ơi, bộ anh mới bị đánh ghen hay sao mà quần áo bị lột hết rồi hả? Nè 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 cô giáo. Ủa mấy đứa này đâu quen với con hả? Dạ có. Em tại con như vậy nha. Chị mới xinh đẹp, chị mới là thiên thần. Nụ cười thiên thần tâm ý. Tâm ý ơi, tâm ý ơi. Tâm ý, mấy đứa này nó cũng quen với con hả? Tụi robot đến từ tương lai. Nhìn hình dạng của chúng bên ngoài rất giống với con người. Vì vậy á, chúng ta khó. Đứng lại, chạy đi. Chạy đi, nhanh. Đón xem tập 41 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 13 tháng 5 2019 trên kênh HTV7.